Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả thường nghe những người chống cộng cực đoan hay kêu gọi tự do ngôn luận. Và họ nói rằng ở bên Mỹ và Tây Phương thì tu chính án thứ nhất của Mỹ tôn trọng quyền tự do ngôn luận dữ lắm. Vâng, họ có biết rằng những gì mà họ nói đều nằm trong những gì mà chính phủ Mỹ hoặc là các chính phủ Tây Phương cho phép hay không? Ở bên Mỹ và ở các quốc gia Tây Phương, những viên chức cao cấp thường gặp những các cơ quan truyền thông báo chí lớn dặn dò nên nói gì và không nói gì. Những gì mà được đưa tin ra ngoài một phần nào đó phải do chính phủ chấp nhận mới được tuyên bố. Còn không thì họ nói đó là an ninh quốc gia, trật tự xã hội và sức khỏe con người, không được lên tiếng. Thế thì những cơ quan truyền thông lớn đó không lên tiếng, không ai biết gì hết, thì không có bình luận, không có tự do ngôn luận. Tôi nói thí dụ thôi. Mới đây, tòa Nhà Trắng của Mỹ, người ta thấy rằng là nơi làm việc có những cái bột trắng. Bột trắng đó là đem đi thử, biết đây là thuốc phiện rồi. Nhưng mà các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ như CNN, MSNBC, CBS và ngay cả Fox không lên tiếng hoặc chỉ có chiếu một lần rồi thôi. Tại sao như thế? Chiều nay tôi sẽ làm chương trình riêng về vấn đề mà thuốc phiện thấy ở tại Tòa Nhà Trắng. Tôi không làm chương trình vì được biết qua các đài lớn, mà là qua mạng xã hội, qua email, qua những gì đó mà những gì tôi biết họ gửi riêng cho tôi đọc, tôi biết. Và vì như vậy tôi làm chương trình chuyện này. Còn tôi nói thí dụ nữa là chuyến đi của bà Bộ trưởng Bộ Ngân khố của Mỹ Janet Yellen qua bên Trung Quốc. Những gì mà hình ảnh ở ngoài bà gặp gỡ người này người nọ đó là bề ngoài thôi. Còn chuyện mà gọi là kiến chuyện gì đó đó, có ai biết gì đâu. Bàn thảo về vấn đề mượn tiền hay gì đó, không ai biết gì hết. Đó là an ninh của chế độ, không được tiết lộ ra ngoài. Tôi cũng sẽ làm một clip khác về vấn đề này. Nên những người mà tin ở Mỹ hoặc là ở nước Pháp hoặc là Tây Phương có tự do ngôn luận thì họ chỉ là được tự do nói những gì mà chính phủ cho phép nói. Còn những gì mà chính phủ không cho phép thì họ giấu hết, không biết gì hết. Thì tha hồ mà bàn những cái chuyện gì kia, tha hồ đi. Mới đây thưa quý khán giả, vào thứ Hai tuần này nè, thứ Hai là ngày mùng 3 tháng 7 trước ngày lễ độc lập của Mỹ, thì một tòa án liên bang của Mỹ ở Louisiana có ra một phán quyết. Phán quyết này nói rằng là Tòa Nhà Trắng của Mỹ đó đã gặp gỡ các viên chức mà các mạng xã hội như là YouTube nè, Instagram nè, Facebook rồi gì đó, và ngăn cản họ, yêu cầu họ đừng có cho loan tin này loan tin nọ, và cũng không cho những cái tin gì đó được sử dụng trên mạng xã hội. Tin này đó thì họ nói rằng là chỉ những tin liên quan đến vấn đề dịch Covid-19. Chúng ta biết là thời kỳ của Tổng thống Joseph Biden từ năm 2021 đến nay đó, thì vấn đề chống dịch Covid-19 Mỹ rất là tệ hại. Mỹ là nước bị dịch Covid-19 nặng nhất và nhiều tử vong nhất. Thế rồi có liên quan đến vấn đề các cái thuốc vaccine nữa. Và thời kỳ đó nội các của Tổng thống Joseph Biden đã gặp gỡ
các cơ quan mạng xã hội yêu cầu là không được loan tin này, không được loan tin nọ, vì lý do là sức khỏe của người dân là trên hết, không an toàn cho vấn đề này nọ thì yêu cầu không được loan tin. Thế thì bây giờ đó là có những vị hồi ấy á, ở tại Missouri, ở tại Louisiana đó, họ chỉ là người dân thường hoặc là luật sư hoặc là ở trong văn phòng công tố viện của tiểu bang. Bây giờ có những người trở thành dân biểu liên bang hoặc thượng nghị sĩ liên bang, thí dụ như ông Eric Schmidt. Trước đây ông chỉ là ở trong công tố viện của tiểu bang Missouri, nhưng bây giờ ông là thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Missouri. Thì ông nói rằng là tòa án ở tại Louisiana đó nhận định việc mà các viên chức cao cấp của chính phủ Biden gặp gỡ những gì đó của các mạng xã hội là một điều không có đúng. Hồi đó tôi đã nhìn ra rồi. Bây giờ có phán quyết như vậy rất rõ ràng là nội các của Tổng thống Joseph Biden đã đàn áp tự do ngôn luận. Thưa quý khán giả, phán quyết vừa rồi của tòa án ở tại tiểu bang Louisiana đã ra một lệnh, đó là các viên chức cao cấp của Tổng thống Joseph Biden không được gặp gỡ các mạng xã hội để ra lệnh này, ra lệnh nọ nữa. Vì việc làm đó, theo chánh án Terry Duffy, là việc làm đàn áp tự do ngôn luận. Chánh án Terry Duffy cho biết vụ án này là được khởi kiện bởi công tố viện ở tại tiểu bang Missouri và ở tại Louisiana. Và bây giờ đó thì mới xử. Thì khi ấy ông Eric Schmidt là luật sư công tố viên của tiểu bang Missouri đã nộp hồ sơ kiện nội các của Tổng thống Joseph Biden. Bây giờ ông Eric Schmidt trở thành là thượng nghị sĩ liên bang. Nên những gì mà nhận định của ông Eric Schmidt lúc đó là chính xác hoàn toàn. Chánh thẩm phán Terry Duffy khi viết bản án nói rằng đây là hình thức đàn áp tự do ngôn luận trong thời đại mới. Nội các Tổng thống Joseph Biden nhân danh bảo vệ sức khỏe người dân, nhân danh chống dịch COVID-19, đã cử những quan chức cao cấp gặp gỡ những mạng xã hội, yêu cầu họ không được loan tin này, không được loan tin nọ. Đó là hành động censorship, tức là hành động kiểm duyệt. Và chánh thẩm phán Terry Duffy mới ra phán quyết. Tôi với tư cách là thẩm phán ra lệnh nội các của Tổng thống Joseph Biden không được cử các quan chức cao cấp gặp gỡ các mạng xã hội và không được ra lệnh cấm họ điều này điều nọ, vì như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất. Thưa quý khán giả, khi nhận được phán quyết này sau lễ độc lập ngày 4 tháng 7 của Mỹ, thì Bộ Tư pháp của Mỹ dưới quyền điều hành của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã nói rằng là chúng tôi đã nhận được phán quyết này và chúng tôi đang cân nhắc xem thử những options, tức là những gì đó, những sự lựa chọn của chúng tôi cho vấn đề phán quyết này. Thưa quý khán giả, rõ ràng như thế là ở Mỹ, quyền tự do ngôn luận chỉ được nói những gì trong khuôn khổ mà chính phủ cho phép thôi, chứ đâu phải có quyền nói gì thì nói. Các bác chống cộng cực đoan thật là ảo tưởng, ở quốc gia nào cũng vậy. Vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề quốc phòng, vấn đề trật tự xã hội, những vấn đề đó các viên chức cao cấp đều phải cân nhắc nên tiết lộ tới đâu và được nói như thế nào thôi. Chứ không phải muốn nói gì thì nói, loạn xạ lên là không có được đâu. Trở lại bên Pháp, thưa quý khán giả, trong những ngày qua, người dân Pháp đã biểu tình liên tục chống chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron về việc mà một cảnh sát đã chặn một thiếu niên 17 tuổi, rồi sau đó đã bắn chết thiếu niên đó. Thì người dân đã rất bất mãn.
Trước đây họ đã bất mãn về việc mà Tổng thống Emmanuel Macron nâng mức tuổi về hưu lên, làm cho những người bắt đầu lớn tuổi về hưu bị thiệt hại. Họ đã biểu tình nhưng không đạt được như ý. Bây giờ lấy cơ hội này thì họ bày tỏ sự bất mãn. Họ xuống đường biểu tình bạo loạn, đập phá, đốt xe, vân vân, đủ thứ hết. Mấy ngàn chiếc xe đã bị đốt cháy, bao nhiêu nhà cửa đã bị thiêu rụi, nhiều cơ sở đã bị đóng cửa, bao nhiêu ngàn người đã bị bắt. Thế thì Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua, theo tờ Washington Post của Mỹ cho biết, ông cân nhắc và ông nói với các viên chức cao cấp của ông, từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đến là những cảnh sát cao cấp ở tại Paris, đó là chúng ta tìm cách là ngăn chặn làn sóng biểu tình bạo loạn này. Thì đương nhiên báo chí truyền thông chính của nước Pháp không được loan tin nhiều. Bây giờ đó là họ vận động qua mạng xã hội, kêu nhau đi biểu tình vân vân, thì chúng ta có thể vì vấn đề an ninh quốc gia ra lệnh các mạng xã hội không được đưa tin và ngăn chặn làm sao họ sử dụng mạng xã hội để kêu nhau đi biểu tình. Đây là tin tức từ Washington Post, thưa quý khán giả. Số ra vào chiều hôm qua, ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thấy chưa? Tổng thống của nước Pháp, vì lý do trật tự xã hội, an ninh quốc gia, đã suy nghĩ bàn luận với các viên chức cao cấp để hạn chế sử dụng mạng xã hội của người dân. Đừng để người dân kêu gọi đi biểu tình hoặc là những thông tin có nguy hiểm cho vấn đề trật tự xã hội. Mỹ đã ứng xử như thế nào thì bây giờ bên Pháp cũng y hệt như vậy thôi. Các bác chống cộng cực đoan thấy đó, rõ ràng về vấn đề trật tự xã hội, an ninh quốc gia, rồi bây giờ họ nói là trên là sức khỏe người dân, thì hạn chế những tin tức, đừng để cho người dân biết nhiều và bàn luận tùm lum không đúng thì gây bất ổn cho xã hội. Thế thì bây giờ các bác chống cộng cực đoan cứ tha hồ mà phản đối quyết định đó đi. Sao không? Sao không lên tiếng về chuyện đó? Mà cứ thích chĩa miệng về Việt Nam, tấn công vào đảng và nhà nước, cứ hở một chút xíu gọi là đàn áp tự do ngôn luận. Tôi về đây, tôi thấy tự do ngôn luận trong đất nước này rất là cởi mở. Và đối với tôi thấy cách mà họ nói là tự do ngôn luận ở đây, như trong chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và những người mà không ưa thích bà, tôi cho rằng là quá mức, tự do ngôn luận quá mức luôn. Hoặc là những người bây giờ đó, họ không ưa thích tôi đó, họ chửi bới những người lương liên quan, chửi bới Trung tướng Trịnh Lương Hy, chửi bới Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn là người làm theo Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, thì họ cho rằng những người đó là những người cặn bã của xã hội, mời những kẻ như là Hoàng Duy Hùng, Quang Trường về Việt Nam mà các cơ quan chức năng của Việt Nam không làm gì hết. Tự do ngôn luận của Việt Nam bây giờ tôi còn thấy là quá trớn, quá mức nữa cơ. Còn đương nhiên về vấn đề mà Việt Nam đánh giá là an ninh quốc gia, là an toàn trật tự xã hội, thì quý khán giả thấy rằng rất là kỹ lưỡng, kín đáo, khéo léo. Nhưng mà bên phía của Mỹ và Tây Phương, nhất là các bác chống cộng cực đoan, hay moi móc và ngó vào đó xem thử có một cái gì họ biết được, thì kêu rằng đó là đàn áp tự do ngôn luận, hoặc là một chút xíu cho nhân dân gọi là sự minh bạch về truyền thông, yêu cầu nhà nước Việt Nam cho biết cái này, cho biết cái nọ, tầm bậy tầm bạ không à. Thưa quý khán giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả và góc nhìn của tôi. Ở bên Mỹ, ở bên Tây Phương chả có tự do ngôn luận như họ nghĩ đâu. Những gì mà họ được nói, được bàn luận là chỉ ở trong khuôn khổ
mà chính phủ của họ đã gặp ở những gì đó cao cấp. Các cơ quan truyền thông chỉ loan tin những gì được loan tin. Còn những gì đó mà họ nghĩ rằng là an ninh quốc gia thì khó mà biết lắm. Thời đại này biết được là nhờ mạng xã hội. Tôi nói thí dụ như trường hợp mà có nha phiến ở tại tòa Nhà Trắng bây giờ, chúng ta thấy rằng là thông tin rất là hạn chế. Hoặc là chuyến đi của Bộ trưởng Bộ Ngân khố của Mỹ, bà Janet Yellen sang bên Trung Quốc, những gì ở đằng trong bàn thì thông tin rất nhỏ giọt. Những vấn đề ở bên Pháp đó, quần chúng đang bất mãn đó, thì Tổng thống Emmanuel Macron tìm bằng mọi cách ngăn cản không cho thông tin ra ngoài, hoặc là ngăn cản không cho dùng mạng xã hội để kêu gọi biểu tình. Thì đủ hiểu, tự do ngôn luận đâu có, chỉ nằm trong khuôn khổ mà họ cho phép thôi. Nên các bác chống cộng cực đoan hãy nhìn đây là một thực tế của cuộc đời. Đừng có mà chĩa mồm về Việt Nam nữa mà nói những điều không đúng, rồi đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái nọ. Đó là thông tin, là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.